Hai chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái app này rất là nhiều người chơi luôn, lớn già trẻ nhỏ này kia, người lớn tuổi đều chơi hết, nhưng mà lại rất là ít cái mà hướng dẫn cho người chơi các bạn, rất là ít cái người hướng dẫn trên YouTube này. Thì hôm nay mình sẽ đăng lên mình hướng dẫn. Thì đây, cái app của nó là app Star Marker các bạn ha. Trước tiên thì ai cũng vậy, Android hoặc là iOS thì mình sẽ vào App Store hoặc là CH Play, mình tải cái app Star Marker về các bạn ha. Đây, app Star Marker. Thì cái này mình có lồng tiếng nhưng mà nó không vô, mình phải lồng tiếng lại, nó không có khớp lắm các bạn ha. Đây, hai cái app, nó sẽ có hai app của nó các bạn ha. Thì một app là app nước ngoài, một app là app Việt Nam, cái app trên là của Việt Nam các bạn ha. App nước ngoài, app quốc tế là ở dưới. Nhưng mình thường mình xài cái app của Việt Nam mình, nó đỡ bị vấn đề. App nước ngoài thường nó hay bị lỗi các bạn. Ok, thì bây giờ mình ai chưa tải thì mình sẽ tải cái app này về. Rồi tải về xong mình sẽ vô cái app của mình ha, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây, cái giao diện của app Star Marker là vậy đây bạn. Đó. Đây là cái giao diện, cái đây là cái tài khoản của mình đã sử dụng cũng lâu rồi bạn ha. Đây, trang chủ. Thì trang chủ, cái giao diện trang chủ nè bạn, mình sẽ hướng dẫn lại từ từ. Tại vì hồi nãy mình lồng tiếng là nó bị mất cái phần lồng tiếng, mình vừa phải lồng tiếng lại bạn. Hồi nãy mình quay trực tiếp nó mất cái phần tiếng rồi. Đây, trước tiên thì đó, karaoke, danh sách nhạc, phát trực tiếp, đề xuất âm, những cái người mà đang sử dụng nè các bạn, thấy không? Nó sẽ báo lên hết luôn. Người tình không đến, có một người đang hát và bốn người đang nghe các bạn ha. Nó sẽ hiển thị hết cho mình. Tiếp theo sẽ qua phần âm nhạc. Âm nhạc là những người nào đang trên cái phòng mà đang chỉnh cái hát với nhau nghe. Tiệc cũng vậy luôn. Rồi tiếp theo là trò chơi, là những người đang chơi cùng nhau trong phòng các bạn ha. Nó có Ludo, Bia, vẽ, đẹp trai, xinh gái, rất nhiều trò chơi giữa người chơi chơi với nhau các bạn ha. Trò chơi miễn phí. Còn những trò chơi mà có nạp coin vào là những trò chơi nằm ở trong phòng lại khác nữa. Xíu mình sẽ cho các bạn xem sơ qua vấn đề đó, mình không có nói sâu vào những cái trò chơi đó các bạn ha. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cái phòng của mình các bạn ha. Mình sẽ vô cái hình ngôi nhà màu đỏ ở bên phải đây. Mình sẽ để cái mũi tên cho bạn xem cho dễ. Ok, nó nằm ở đây nè bạn. Rồi tiếp theo mình bấm vô. Rồi đây nó sẽ có phòng của tôi. Chứ thì phòng của tôi là phòng của chính bản thân mình, phòng cá nhân của mình đó bạn. Rồi đồng sở hữu dưới, mình chỉ hướng dẫn dưới trước nha. Đồng sở hữu là những cái phòng mà của người khác sẽ cài đặt cho mình làm cái người đồng sở hữu với người đó. Trong một cái phòng mình có thể quản lý chung cái phòng của đó, người đó. Thì mình đây mình có hai phòng đồng sở hữu các bạn ha. Hoặc là phòng đồng sở hữu, mình, phòng của mình cài cho người đồng sở hữu cũng được. Rồi tiếp theo quản trị viên thì cũng tự như đồng sở hữu, nhưng mà cái quyền lợi và là cái trách nhiệm của nó sẽ thấp hơn là cái đồng sở hữu của bạn ha. Nó quản lý ít hơn. Tiếp theo là ca sĩ chính thì nó chỉ là được hát đầu tiên thôi, nhưng còn không có được quản lý gì hết. Từ từ nó sắp xuống. Ok, rồi mình sẽ vào cái phòng của mình, phòng tập hát. Giới thiệu cho bạn xem sơ qua cái mô hình nó như thế nào ha. Đấy, thì phòng của mình là phòng cấp 2. Mình cũng ít có cày cuốc lắm bạn. Mình để phòng mình vô mình hát không à. Đó, phòng cấp 2. Đây là giao diện phòng của mình ha bạn ha. Đây, mình sẽ hướng dẫn sơ qua những cái đơn giản trước ha. Đây, trong nút 3 gạch thì phần dưới này là những cái trò chơi mà dùng coin nạp vô, nạp tiền của mình vô sử dụng coin để chơi. Mình không có hướng dẫn hay mà ha. Ai muốn như thế nào thì người đó tự vào tìm hiểu và chơi thôi bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn về bạn thấy vấn đề cái tin nhắn nào. Đó, bấm vô cái chỗ tin nhắn. Nó sẽ hiện tất cả những người mà mình muốn nhắn tin cho người đó trong khi mình đang ở trong phòng ha. Tiếp theo là thông tin phòng. Đây, bấm vô thông tin phòng. Nó sẽ có một cái danh sách.
Đây danh sách thông tin cơ bản của mình, tên phòng của mình là phòng tập hát mà ha, mình có thể bấm vô mình thay đổi tùy mình theo phòng là tên gì. Tiếp theo là ID phòng là dùng để mình tìm kiếm, dùng đến người khác tìm kiếm phòng mình cũng được, hoặc là mình kiếm cái ID phòng của người khác bằng cách map cái ID vào cái chỗ tìm kiếm ở bên ngoài là nhanh nhất, mình không cần phải tìm cái người đó mình mới vô phòng được các bạn ha. Cấp độ phòng thì cấp 2, mình mới cấp 2 thôi. Ảnh bìa, ảnh album ảnh thì các bạn muốn đăng cái gì lên đó thì đăng. Tiếp theo là sân khấu. Đây mình đang quay lại cái chỗ phòng cấp 2 của mình. Tại vì mình lồng tiếng sâu các bạn nên nó bị lệch cái pha này nhiều lắm. Lúc mà mình làm trực tiếp thì nó lại không có thu được cái tiếng của mình các bạn. Đây, nó sẽ chỉ phần thưởng cấp độ phòng. Rồi, bao nhiêu phần trăm nữa thì lên được cấp 3 hoặc là lên cấp tiếp theo. Ok. Cái phần này mình cũng biết mình đang nói cái gì nữa. Nói nhiều lắm nhưng mà khi mình bắt đầu mình bị phân tâm, mình nhìn vô cái hình ảnh mình bị phân tâm, mình nói lại nó không được nhiều nữa bạn. Nếu mà ai cần hỗ trợ hoặc là những cái vấn đề gì cá nhân thì cứ bình luận lên, mình biết cái gì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái đó các bạn ha. Rồi tiếp theo. Sân khấu này thì cái cấp 3 mới mở lên được bạn. Thì nó sẽ có hai cái cột đèn cho nó đẹp cái sân khấu mình lên thôi. Rồi tiếp theo là gia đình. Gia đình thì mình bấm vào để mình kiểm soát gia đình thôi. Cái phần này thì chắc mình sẽ nói sau các bạn. Mình không nói vào này, mình tập trung vào nói cái phòng nhạc của mình cái đã. Ok ha. Rồi tới thông báo. Cái thông báo này á là nó sẽ hiển thị trực tiếp lên trên cái trang mà lúc cái chỗ mà các bạn nhắn tin với nhau, nó sẽ thông báo cho mọi người. Thì thường người ta sẽ thông báo với những cái thành cá nhân thành phần trong đó là những cái gì đó. Còn mình sẽ để cái link để giới thiệu cái đường YouTube của mình các bạn ha. Rồi lời chào cũng tương tự như vậy, nhưng mà lời chào này là dành cho những người vào á. Mình không có thể kiểm soát được hết những người, nhiều khi vào nhiều quá thì mình để sẵn cái lời chào này, nó những người mới vào nó sẽ tự động nó nhắn cho người đó một cái câu mình nhắn sẵn như vậy bạn. Đó nó rất là, nó làm đơn giản cái cuộc trò chuyện của mình đi, làm giảm cái sự mà kiểm soát cái phòng của mình đỡ được xíu. Ok ha. Rồi tiếp đến chế độ phòng. Chế độ phòng này thì nó nhiều chế độ mà. Trò chuyện nè, để bây giờ mình vào cái phần trò chuyện mình hướng dẫn các bạn ha. Trò chuyện nó sẽ khác cái phòng hát nè. Đó, đây là chính cái chỗ ngồi. Thì cái chỗ ngồi trên cùng là dành cho quản trị viên hoặc là đồng sở hữu hoặc là chủ sở hữu, còn những chỗ dưới là nhìn cho khách. Đó, mình sẽ ngồi mình trò chuyện với nhau hoặc ngồi nghe nhạc, ngồi tám gì đó. Hoặc là làm nhiệm vụ. Nó nhiều lắm bạn, nó nhiều cái để mà mình phải ngồi lắm. Rồi tiếp theo. Chế độ phòng nó sẽ còn trình diễn tài năng nè, là cái phòng hát của mình đó bạn. Ở dưới là ludo, vẽ, những cái đó là những, còn lại những dưới là trò chơi thôi. Mình sẽ vào cái chỗ ludo các bạn xem thử ha. Thì phần ludo này nó phải có từ 2 người đổ lên thì mình mới bắt đầu được cái trò chơi. Nếu ludo này là nó giống như trò chơi cờ cá ngựa của mình đó bạn. Đó, mình sẽ giải trí với nhau, những người mà chung phòng với nhau. Ok, không đơn giản thôi, mình sẽ dời quái khác. Rồi, tiếp theo. Ở dưới thì, dưới này thì tặng trò chơi thôi. Tiếp theo nè. Quản lý phòng. Thì cái chủ sở hữu là mình rồi, nó sẽ hiện lên những dưới này. Thông tin, chủ sở hữu là mình, hoặc đồng chủ sở hữu là những người mình đã đặt cài đặt cho người đó làm đồng chủ sở hữu phòng của mình. Tiếp theo quản trị viên cũng đơn giản vậy thôi, ca sĩ chính. Rồi người có thể tham gia là như thế nào. Đây, người có thể tham gia, mình đang để bất kỳ ai, là mình muốn ai vào chơi cũng được. Không, mình không có ngăn cản bất kỳ ai, không ngăn cản ai hết. Còn dưới đó là theo dõi của chủ phòng, là những người theo dõi của mình mới được vào. Còn chỉ thành viên gia đình đó, là những người trong gia đình của bạn đó, mới được vào thôi. Còn gia đình là gì để mình nói sau các bạn ha. Cái video này nó cũng rất là dài, phải nói nhiều lắm. Rồi chỉ người dùng địa phương là gì? Người dùng địa phương là những người có ID ở Việt Nam các bạn ha. Còn những người ID ở nước ngoài sẽ không vào được. Ok.
những cái vấn đề dưới này thì nó cũng đơn giản, nó không có sử dụng được nhiều, không sử dụng tới nhiều lắm, mình cũng bỏ qua luôn các bạn. Đây, những phần này ít sử dụng lắm bạn. Thẻ phòng này là mình sẽ tạo cho mình một cái sở thích, một cái cá tính riêng của mình, để người ta sẽ giới thiệu cái phòng của mình tới những cái sở thích, những cá tính mà sẽ trùng với nhau. Bạn nó sẽ giới thiệu phòng mình cho tới những cái người đó, hoặc ngược lại cũng như vậy. Danh sách bài hát này là danh sách mà để mình lúc mà mình trò chuyện ha bạn ha, là mình khi mình kiếm bài hát đó để mình mở tất cả người cùng nghe thì mình không cần phải kiếm nữa. Mình sẽ vô một cái danh sách, mình sẽ tạo một danh sách vậy để mình cứ bấm lên mình nghe thôi ha. Nó làm giảm cái thời gian của mình để mình mở những bài hát yêu thích. Ok. Dòng dòng đó là danh sách chặn thì mình cũng không chặn ai thôi bạn ha. Ok, ngôn ngữ thì Việt Nam rồi. Mình sẽ chỉnh lại cái giao diện phòng hát cho nó dễ các bạn ha. Cái phòng này phòng Ludo. Ok, tiếp theo là cái hiệu ứng bạn. Cài đặt hiệu ứng thì những cái hiệu ứng mà người ta vào phòng á, nó sẽ có những cái hình chiếc xe nè, ngôi nhà nè, nó sẽ hiển thị lên, nhiều khi nó toàn màn hình của mình luôn bạn. Nếu mà nhiều người vô quá nó sẽ làm mình bị lag, bị đơ máy các bạn, sử dụng không được luôn. Đồng bên dưới á, nên nó cũng tương tự như vậy bạn. Cài đặt hiệu ứng quà tặng người ta tặng lên sẽ tùy theo cái món quà nó cao cấp hoặc là quà nhỏ sẽ hiện lên cái hình nhỏ, quà lớn á, thì nó sẽ hiện lên cái hình bự lắm bạn. Người ta cứ tặng nhiều quà cái là mình bị lag, bị đơ luôn. Những dòng mà máy bình thường á, thì nó chịu không nổi, nó sẽ đứng máy bạn, là mình sẽ bị mất quà hoặc là mình bị mất cái thời gian mình nhận quà đó. Ok, mình sẽ tắt cái đó đi. Rồi, tiếp theo báo cáo thì các bạn biết rồi, những cái dùng để complain người khác đó bạn. Ví dụ cái phòng này mà nó gặp vấn đề gì mà mình cảm thấy nó có những cái thành phần trong này nè, quảng cáo vi phạm bạo lực, chủng tộc phân biệt, nội dung gì đó, thì mình báo cáo thôi, complain nó thôi. Còn những cái này là trò chơi mất tiền ha. Những trò chơi mình phải nạp tiền vào, mất tiền để sử dụng cái trò chơi đó thì mình sẽ bỏ qua. Ai muốn tìm hiểu thì sẽ tự vào tìm hiểu các bạn ha. Rồi, tiếp theo thử thách quà tặng. Trong cái phần trò chơi nè bạn, bấm vô phần cái tay cầm PlayStation á, là có sẽ thử thách quà tặng. Thì cái này nó chỉ là cái sự kiện của trò chơi các bạn, hoặc là sân khấu tuyệt vời này muốn mở lên thì cấp 3 giống như nãy mình nói. Rồi tiếp theo cái PK này là mình sẽ cùng một người đang chơi, mình sẽ PK với nhau, mình sẽ có thể là mình giao lưu hoặc có thể là mình so tài với nhau, kiếm quà người nào nhiều hơn, người nào ít hơn vậy đó. Nó sẽ hiện lên những người mà mình đã PK. Ok, nó đơn giản cái phần đó thôi bạn. Này nó cũng đơn giản thôi. Phần chọn 2 phút, 10 phút hoặc 5 phút gì đó, chấp nhận lời mời đó, này là phần đơn giản. Mình sẽ không nói nhiều vì mình bấm vô mình cũng đã thấy rồi ha bạn ha. Rồi đây cái phần tiếp theo là bạn thấy cái mũi tên ở dưới kế cái phần đó không? Nó là phần chia sẻ. Ok, mình bấm vào. Thì bên trên này nó sẽ chia sẻ cho những cái app mà mình đang xài các bạn ha. Chia sẻ cho app khác được luôn, nhưng mà nó sẽ chia sẻ bằng một cái đường link. Còn mình muốn chia sẻ những người chơi chung của mình sẽ bấm vào trò chuyện ở góc bên phải bên dưới. Đây mình nói nó không khớp lắm. Thì đó, những người mà mình đã nhắn tin nè bạn. Đó, nó sẽ hiện lên mình muốn chia sẻ ai. Mình tích một cái dấu tròn bên phải, rồi mình sẽ bấm chia sẻ, nó sẽ hiện qua bên cái nhắn cho người đó. Đây có một người bạn của mình vào nè, nhưng mà mình không có hát nên người đó tưởng mình treo, nên người đó thoát ra các bạn. Rồi tiếp theo là cái quà tặng ở góc phải dưới. Ok, bấm vào thì nó sẽ có những cái quà tặng bằng coin, bằng tiền mình nạp vào, mình sẽ đổi coin ra mình tặng những cái món quà này các bạn ha. Còn cái món quà mà miễn phí mình dùng ở nhiệm vụ trong này, có tiền để mình nạp, có tiền để mình tặng quà cho người ta, thì mình sẽ kéo qua một hai cái nó sẽ hiện ra một cái quà đó, cá cọp này
là tiền này là mì tiền mình làm nhiệm vụ ở trong game thì tiền miễn phí, mình làm nhiệm vụ nó có, nó cũng đơn giản các bạn. Đó, đây là quà của mình, mình làm sự kiện này kia mình ghép chưa hết hoặc là mình chưa tặng á, nó còn dư đây là ở bên này. Ok rồi, bạn mình vô kiếm mình hoài luôn bạn. Ok, nói chung là clip tới đây nó cũng đủ dài bạn. Có gì á, mọi người hãy có gì chia sẻ hoặc là những gì thắc mắc á, muốn hỏi mình biết cái gì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn ở trên cái phần bình luận của video này. Hoặc là nếu mà dài quá thì mình sẽ làm một clip khác làm chi tiết hơn những vấn đề đó cho các bạn ha, bạn ha. Ok, nếu mà thấy hay thì hãy like, chia sẻ và subscribe cái tên kênh của mình ha bạn ha. Rồi, ok, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình nha.